chào mừng các bạn với kênh Nhúa Nguyễn nha. Hôm nay mình cũng là cập nhật tại cửa hàng xe mới nha luôn nha bạn. Và hiện tại mình đang đứng cửa hàng là hệ thống xe máy nhập khẩu. Cửa hàng có mua bán trao đổi tất cả các đó là bến xe Phú Chánh nha các bạn. Đó, bến xe Phú Chánh. Nếu mà các bạn ở xa lên mà không biết đường thì các bạn gọi là bến xe Phú Chánh là sẽ ra nha. Và cách cửa hàng có mấy trăm mét thôi là đó là bưu điện Phú Chánh nha. Rồi giờ mình sẽ vô cập nhật bán giá xe chi tiết cho các bạn xem. Sẽ vô. Hiện tại cửa hàng cũng sáng sớm mà cũng có khách luôn rồi. Chào anh chị. Rồi. Rồi thì em rồi trước khi mình quay xe thì em giới thiệu về cửa hàng của mình, địa chỉ cửa hàng của mình nằm ở đâu luôn. Xin chào tất cả mọi người, em xin tự giới thiệu với em đã. Em tên là Ngọc. Thì hôm nay là Ngọc sẽ giới thiệu cho mọi người một số những dòng xe tại cửa hàng và cũng như là các chương trình khuyến mãi, chương trình ưu đãi của cửa hàng trong thời gian sắp tới. Thì trước tiên thì giới thiệu về cửa hàng trước. Thì cửa hàng em nằm ở đối diện bến xe Phú Chánh ở bên này. Bên này là bến xe Phú Chánh này. Các bạn cứ đến đúng đối diện bến xe Phú Chánh thì sẽ nhìn thấy cửa hàng xe máy Hồng Phát nằm ở đường Trần Quốc Toản, khu phố 1, Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương nhé mọi người. Thì cửa hàng của mình có hỗ trợ trả góp không em? Có chị ạ. Cửa hàng em thì hiện tại đang có chương trình hỗ trợ trả góp, hỗ trợ cả các khách hàng nợ xấu trong tháng 11 này. Nợ xấu có nghĩa là sao em? Nợ xấu có nghĩa là các khách hàng từ trước nay đã trả trễ, trả chậm của các ngân hàng từ... Nghĩa là nói đơn giản là trước đây mình đã có một khoản vay trả góp hay là vay tiền mặt ở các cơ sở tài chính hay các ngân hàng thì mình bị trả trễ, trả chậm này. Nhưng mà có một điều kiện là mọi người phải trả hết nợ rồi nha. Hoặc là với thứ hai nữa là mọi người phải có chứng minh thư nhân dân này, với sổ hộ khẩu hoặc là bằng lái xe thì mọi người có thể mang đến cửa hàng để em lên hồ sơ cho mọi người nha. Và hiện tại cửa hàng của mình nếu mà các bạn không có, ví dụ như không có hộ khẩu hoặc không có bằng lái đi, có giấy chứng minh này có mua góp được không em? Được chị ạ. Nghĩa là tất cả các bạn mà có chứng minh thư nhân dân thì cũng góp được nhá, nhưng với một điều kiện là các bạn phải trên 20 tuổi thì mới có, thì dùng nguyên chứng minh thư nhân dân cũng được. Trên 20 tuổi là bằng... Đúng rồi, trên 20 tuổi. Còn đối với những bạn mà dưới 20 tuổi, từ 18 tuổi trở lên, đủ 18 tuổi rồi thì phải có chứng minh thư nhân dân cộng với bằng lái xe hoặc là chứng minh thư nhân dân cộng với sổ hộ khẩu. Nếu như mà trong trường hợp các bạn mà không có sổ hộ khẩu gốc ấy, thì mình có thể sử dụng thay thế bằng sổ hộ khẩu photo có công chứng trong vòng 3 tháng này, và hoặc là sổ hộ khẩu hình ảnh của sổ hộ khẩu gốc các bạn chụp lại cho mình là được. Rồi. Rồi gửi qua Zalo với số điện thoại là 0829 222 789. Tên nick Zalo là Bảo Ngọc nha mọi người. Đó là trực tiếp, nếu mà các bạn muốn mua xe thì inbox trực tiếp để gặp bạn Ngọc luôn nha. Đúng rồi. Rồi giờ mình bắt đầu quay hàng. Mình đang đứng đây là mở kinh với Center, mình báo giá luôn nha. Vâng. Trước Tết thì cái dòng mới kinh này bây giờ bọn em cũng đang có khá là nhiều mẫu độ màu lên rồi này. Thì hiện tại là cái con mới kinh này là sơn 3D. Có màu xanh này với cả màu vàng ở bên cạnh này là màu sơn 3D rồi nha mọi người. Sơn 3D. Đúng rồi. Và cửa hàng của mình là có cái con màu xanh này là cũng độ kiểm khá là nhiều rồi đấy. Thì đối với những cái dòng mà đã sơn màu độ 3D lên rồi thì mọi người nhớ cho em là cộng thêm 2 triệu giúp em nha. Cũng 2 triệu. 2 triệu đấy là bao gồm 1 triệu rưỡi tiền sơn màu lên và 500.000 tiền đổi màu xe ở trên cà vẹt nữa là tổng là 2 triệu. Thì hiện tại giá của mới kinh màu xe zin nha, màu zin của em đang bán với giá là 45 triệu 500 cộng thêm như ví dụ như con này này đã lên màu xanh rồi nha mọi người, là thì cộng thêm 2 triệu, cộng thêm 2 triệu nữa là được. Và xe này có sơn mâm nữa không em? Đúng rồi, con này cũng có cả sơn mâm nữa chị. Nếu mà sơn mâm nữa là thêm bao nhiêu? Nếu mà sơn mâm thì cũng tùy từng loại nha chị. Nếu mà bọn em đã thay mâm rồi thì bọn em sẽ cộng thêm khoảng 1 triệu rưỡi đến 2 triệu một cặp nữa. Đó, với cả ở đây nó cũng có khá là nhiều đồ chơi nữa. Lên tay thắng, bao tay, ký. Đúng rồi. Nếu như mà trong lên bình dầu đâu. Rồi là kiếm.
rồi. Tay. Giá hiện tại của Merkin là 45.500 không em? Vâng, 45.500. Nếu mới các bạn nếu mà dòng Merkin này mình đưa trước bao nhiêu là mình có xem? À, dòng mới kinh này thì mọi người không cần đưa trước cũng được nha mọi người. Không đối cần với đưa những, trước. Vâng, đúng. Đối với những dòng mới kinh mà xe zin nha thì mọi người không cần đưa trước cũng được. Còn nếu như mọi người lấy những cái độ này nó nhiều tiền quá thì mọi người có thể đưa trước em từ 3 đến 4 triệu. Rồi. Hoặc là mình có bao nhiêu thì mình đưa bấy nhiêu. À, thì cái số tiền vay lại của ngân hàng nó sẽ thấp hơn ấy. Rồi. Thì hồ sơ của mình cũng sẽ dễ đậu hơn. Rồi. Đó. Qua cái tiếp này là Accenter. Vâng. Ngoài ra thì em cũng có cái con mới kinh màu vàng ở đây này. Màu vàng. À. Chắc là bây giờ cũng có khá nhiều bạn chơi màu vàng đây. Màu vàng cũng là sông ba lê luôn. Mọi người đưa trước, mọi người không cần đưa trước tiền cho em cũng được nha. Trả trước, trả góp chỉ từ 0 đồng. Đối với những bạn là trên 20 tuổi thì chỉ cần có chứng minh thư nhân dân thôi. Còn nếu như mà bạn đủ 18 tuổi thì có chứng minh thư nhân dân cộng với sổ hộ khẩu và bằng lái xe là được nha. Rồi giá hiện tại mở kênh là 45.500. 45.500. Rồi qua dòng bên đây là Accenter. Accenter luôn, 150. Accenter cái màu này là màu phiên bản màu bộ đội này. Phiên bản này là phiên bản giới hạn nha mọi người. Màu này là bao nhiêu em? Màu này hiện tại là bên em đang bán 49 triệu. 49 triệu. Nhưng mà những phiên bản giới hạn thì mới có giá cao như này nha mọi người. Còn đối với những cái dòng ẹt như ẹt màu xanh GP này bọn em bán có 45 triệu thôi. Trên lệch là 4 triệu. Đúng nhưng mà rồi. Này là phiên bản giới hạn là 49 triệu. Màu này phiên bản giới hạn nha. Mà dòng ẹt này mình cũng không cần đưa trước luôn. Không cần đưa trước luôn. Đúng rồi, chỉ cần có chứng minh thư nhân dân. Đối với dòng này mà các bạn mà muốn lấy cà vẹt gốc là mình đưa trước bao nhiêu là có cà vẹt gốc luôn em? Có cà vẹt gốc thì mình chỉ cần đưa tầm 35% là bọn em có thể làm lấy cà vẹt gốc cho mọi người được. Ví dụ như con này là 49 triệu đi thì mọi người đưa trước cho em khoảng tầm 20 triệu là có thể ấy rồi, là có thể mang xe về rồi. Rồi. Lấy luôn cà vẹt gốc. Rồi qua bên đây là E155. Thì mình sẽ E155. Này là có khóa smart key luôn rồi em. Đúng rồi. E155 thì bây giờ em cũng đang có cả hai phiên bản là phiên bản khóa thường và phiên bản khóa thông minh luôn nha mọi người. Nếu mà khóa thường là bao nhiêu em? Nếu như mà khóa thường thì bên em đang bán 47 triệu. Còn đối với khóa thông minh thì bên em đang bán với giá là 49 triệu. 49 triệu. Tùy từng phiên bản nữa. Nó có cả phiên bản giới hạn nữa. Nhưng cái phiên bản giới hạn thì giá thường nó sẽ cao thôi, khoảng tầm 1 đến 2 triệu. Đấy. Tại vì là thực ra phiên bản giới hạn cũng không có nhiều cơ sở là có những cái màu như thế. Là đối với những dòng mà ẹt 155 này thì mọi người chỉ cần đưa trước cho em từ 2 đến 3 triệu thôi. Còn đối với những con khóa thường á thì mọi người không đưa trước cũng được. Em có thể làm không đưa trước, chỉ cần chứng minh thư nhân dân đủ, nếu đủ 20 tuổi trở lên. Rồi. Còn bên đây là cũng là Merkin mà này đúng là rồi. Sơn 3D đúng không em? Đúng rồi. Đối những cái màu sơn 3D thì mọi người cứ lưu ý cho em là cộng thêm 2 triệu. Tiền màu sơn là được. Này là đỏ canh đây và cửa hàng của mình có lên thuộc lên tay thắng, bao tay đầu đủ thứ. Đúng rồi. Ngoài ra thì đối với cửa hàng em thì trong cái chủ nhật tuần này có nghĩa là ngày đến ngày bao nhiêu nhỉ? Chủ nhật tuần này là ngày nói chung là chủ nhật tuần này em không rõ là bao nhiêu, là sang tháng chủ nhật đầu tiên của tháng 12 đấy, thì bọn em có tổ chức là cái gì nhỉ, tặng phủ nano trị giá 500.000 cho khách hàng. Có nghĩa là những cái phần nano ấy là khi mình sơn màu sơn ở trên xe này là nó sẽ chống chảy chống xước sơn cho mình nó. Thứ hai nữa là nó chống xuống màu sơn, chống hao mòn sơn. Đó. Phủ nano, tặng phủ nano trị giá 500.000 và bảo hành 2 năm luôn mọi người nhá. Phủ nano nghĩa là tất cả các loại xe là không phân biệt dòng xe nào luôn không em? Dạ vâng đúng rồi, không phân biệt dòng xe nào luôn. Chỉ trong duy nhất chủ nhật tuần này thôi chị nhá. Phủ nano thì 500. Phủ nano thì 500.000. Ví dụ như con mới kinh này thì mọi người đưa trước cho em 5 triệu được này. Bởi vì là nó lên màu cũng khá là nhiều. 5 triệu. Màu dòng mới kinh nha. Chỉ cần có chứng minh thư nhân dân. Có mọi người có bất cứ những thắc mắc nào thì cứ liên hệ với số điện thoại là 0829 222 789 hoặc là liên lạc trực tiếp vào Zalo cho em để em hỗ trợ nha mọi người. Rồi. Mà còn bên đây là dòng Accenter 150. Vâng, Accenter 150. Này là bao nhiêu em? Này cái phiên bản này phiên bản giới hạn nha mọi người.
Rồi. Phiên bản này thì hiện tại bọn em đang bán với giá là 47.500. 47.500. Còn những cái dòng ẹt mà thường ấy, không phải phiên bản giới hạn thì bọn em đang bán 45 triệu. Rồi. Nhầm. 47.500. Dạ, với dòng này có cần đưa trước không em? Dòng này thì không cần đưa trước mọi người ạ. Không cần đưa trước luôn. Còn bên đây là cũng mẹ center. Đúng rồi. Cái này, này là sân bờ đây. Cái màu này cũng khá là hiếm này, em thấy nhiều người đang tìm. Rồi. Màu này đẹp. Như con màu con này là sân bờ đây luôn. Này màu là Ducati này màu sơn lên rồi nha mọi người. Sân bờ đây và rồi, có sơn mặt luôn. Sơn. Các dòng mà đã sơn lên rồi thì mọi người cộng thêm cho em 2 triệu nữa là được. Còn bên đây là 155 mà bán chìa khóa đây. Khi mà bạn sơn màu xe lên thì cửa hàng đã đổi màu sẵn trong cà vẹt cho mình rồi, nên là mình không cần phải đi đổi lại nữa đâu nhá mọi người. Còn bên đây là 155 mà bán chìa khóa, nãy em báo giá là bao nhiêu? Là 47 triệu. 47 bản triệu. Bản chìa khóa là 47 triệu. Còn đối với những cái dòng mà bản khóa thông minh thì là 49 triệu. Còn bên đây là bản mới ra mắt đến giờ này là bao nhiêu em? Bản giới hạn. Bản giới hạn này bây giờ bên em đang bán 50 triệu. 50 triệu. Dạ, vâng, đúng không? Với dòng này mình đưa trước bao nhiêu em? Bản giới hạn này nè. Bản giới hạn này thì mình đưa trước cho em 5 triệu là được. 5 triệu. Cả hai bản này. Đây là cả ba bản này thì là bản mới nhất giờ nha. Cái bản này là màu xanh màu này xám, da xám xi măng á. Xám xi măng. Xám xi măng mà đi đỏ. Với cái bánh là màu nhìn cam. Khá là nổi nhờ. Đúng rồi. Nhìn em thấy nổi đấy. Ra đường rất là nổi luôn. Còn màu xanh GB này mà nó không bị chói quá. Còn màu xanh GB này là bao nhiêu em? Màu xanh GB này bây giờ em đang bán 49.500. 49.500 đúng không? Với dòng GB màu xanh GB nha. Đúng rồi. Còn bên đây là do dòng này mình báo dòng Vision luôn em. Vision thì bên em đang có đủ cả 4 phiên bản luôn nha mọi người. Có cả chìa khóa này, cao cấp, đặc biệt cá tính. Cá tính luôn. Đây, đặc biệt này là con này cá tính này. Con cá tính là dòng này là dòng mắc nhất trong tất cả các phiên bản của Vision nha mọi người. Dòng màu cá tính màu xanh rêu này. Tem của nó cũng được là làm tem xanh rêu luôn. Đấy, màu cá tính này bây giờ bên em đang bán 39.500.000. 39.500. Dạ vâng đúng rồi. Nếu mà bản này là mình đưa trước bao nhiêu là mình bản này xem. Góp thì mình đưa trước cho em 3 triệu là được. 3 đến 5 triệu thì càng tốt. Rồi. Còn đối với những con như kiểu khóa thường thì có hai màu, màu đỏ với cả màu trắng nha mọi người. Thì mọi người có thể không đưa trước cho em cũng được. Còn ví dụ như phiên bản cao cấp như là con này hoặc là con màu đỏ cao cấp màu là đỏ bao nhiêu khóa, em? Khóa thông minh thì cao cấp bọn em đang bán với giá là 35.500. Còn cái con khóa thường ấy là bọn em đang bán với giá là 34.500. Còn bản đặc biệt này, bản đặc biệt đúng rồi. Màu đen nhám. Bản đặc biệt màu đen nhám thì là 36.500. 36.500. 36.500. Những cái phiên bản cao cấp đặc biệt hay cá tính thì mọi người chỉ cần đưa cho em đưa trước cho em 3 triệu là em có thể lên được hồ sơ rồi nhá. Và mọi người nhớ cho em là mình đối với những bạn mà trên 20 tuổi thì chỉ cần có chứng minh thư nhân dân thôi. Còn đối với những bạn mà từ 18 tuổi trở lên, mới đủ 18 tuổi thôi thì các bạn bổ sung thêm cho mình bằng lái xe và sổ hộ khẩu cũng được. Là còn mình có thể làm hồ sơ được rồi. Rồi, còn con giấy tít là dòng này luôn em. Dòng GX bằng R. Có hiện tại cửa hàng của mình là có màu xanh và màu đen luôn. RSX đúng rồi. Có RSX thì ABS luôn. Hai phiên bản là ABS với CBS. Nhưng mà hiện tại thì chắc là CBS thì cũng khá là hiếm người đi, nên là bọn em để con CBS nữa ở trên kho thôi. Với dòng này có bản ABS là bao nhiêu em? Bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em để em lấy xe về cũng được. Hầu hết là tất cả những cái dòng xe nào là bên em cũng có. Chỉ là các bạn nào mà tìm kiếm những cái dòng xe mà hơi hiếm á, thì mọi người có thể liên lạc trước với em để em đặt xe về hoặc là lấy xe về cho mọi người. Rồi em báo giá dòng này luôn đi, GX bằng R này là bao nhiêu? GX này bây giờ bọn em đang bán với giá là 69 triệu. 69 triệu. Đúng rồi, phiên bản ABS nhá. Còn phiên bản CBS là bọn em đang bán với giá là 64 triệu. Chênh lệch 5 triệu đúng em? Rồi, chênh lệch 5 triệu. Với dòng này mình mới rút có bao nhiêu? Dòng này thì mọi người đưa trước cho em 15 triệu là được. 15 triệu. 15 triệu nhá. Cả một dàn xe phân phối lớn như thế này. Con này là 150. 150. 150. Rồi, còn bên đây là R15 V3. R15 V3. Có màu đen nhám và màu xanh GB luôn. R15 V3 hiện tại giá là bao nhiêu em? R15 hiện tại cũng ngang với giá của con GSX này luôn chị ạ. Là 69 triệu hay? Là 69 triệu. 69 triệu. Bây giờ con này bây giờ đang xuống nhiều rồi đó.
em thấy cũng dùng khá là nhiều. Rồi sau thời gian ngày trước màu xanh GB cũng vậy đúng không em? Màu xanh GB cũng bằng giá luôn, cũng bằng giá luôn chị ạ. Là 69 triệu. Có những thời gian bọn em bán lên 7, 3, 4 triệu. Đúng rồi. Nó cũng xuống khá là nhiều, xuống tận 4 triệu liền. Còn bên đây là đứng đây cũng là TFX luôn. TFX giá hiện tại là bao nhiêu em? TFX bây giờ bọn em đang bán với giá là 58 triệu. 58 triệu. Đúng rồi. 58 triệu. Với dòng TFX mình đưa trước là bao nhiêu em? Cái này thì mọi người đưa trước cho em tầm 5 triệu là được. 5 triệu là có xe về rồi nha mọi người. 5 triệu. Đấy. TFX cũng... thì bọn em đang có hai phiên bản luôn là màu đỏ với cả màu bạc xanh. Màu bạc xanh đó. Bạc xanh ở bên kia. Là 59 không em? Đúng, 58 triệu. 58. 58 triệu. Còn bên đây là cũng mình là đưa mà... trước cho em 5 triệu là được. Còn bên đây là MT15 luôn, màu xanh. MT15. Con này nhiều khi là em hay bị nhầm thích con màu này, con MT15 này với con TX nha. Nhưng mà thực ra giá của nó cũng tương đương nhau, nhưng mỗi con này thì nó đắt hơn này. Là bao nhiêu em? Bây giờ cũng ngang với giá của R15 luôn, là 69 triệu. 69 triệu mà mọi người đưa trước cho em tầm 15 triệu là được. 15 triệu. Rồi đâu như bây giờ dòng MT15 nha. MT15. Rồi em báo giá là bandit luôn đi. Bandit cũng bandit bây giờ em đang bán là 56 triệu. 56 triệu. Mà mình đưa trước cho em 5 triệu là được. Còn em đang đứng đây cũng là Sirius luôn. Sirius này cửa hàng của mình lên lên mâm nhiều. Lên mâm. Rồi lên bao tay. Lên đồ rồi. Tới tháng rồi có đi cái đầu đèn luôn, cái đầu hello luôn. Đúng rồi. Rồi. Đi cái đầu Sirius đầu nhỏ luôn, đầu hello. Em báo giá nếu mà Sirius mà hiện tại cửa hàng của mình là nếu mà bánh căm thắng đĩa là bao nhiêu em? Bánh căm thắng đĩa thì như kiểu bánh đùm này nhá. Đúng rồi. Em báo từ bánh đùm trước thì cửa hàng em đang bán với giá là 19 triệu. 19 con triệu. Con bánh đùm. Còn đối với cái con mà bánh căm thắng đĩa thì em đang bán với giá là 20 triệu 300 nghìn. Còn nếu mà bánh mâm thắng đĩa? Bánh mâm thắng đĩa là 21 triệu 500 nha. 21 triệu 500. Đối với những con màu độ lên như thế này rồi. Nhưng mà các bạn ơn mà lên đồ chơi như thế này rồi thì bọn mình sẽ tính thêm. Nếu mà các bạn ơn thì liên hệ về số điện thoại mình để cho màn hình nha. Gặp bạn Ngọc tư vấn nha. Mọi người có bất cứ những thắc mắc gì thì cứ liên hệ vào số điện thoại 0829 222 789 để gặp Ngọc hỗ trợ nha. Quay RX chị hỏi lại cái phần hỗ trợ nợ xấu. Dòng quay RX là em báo giá luôn là bao nhiêu em? Quay RX em cũng có hai phiên bản luôn là bánh mâm và bánh căm nha mọi người. RSX thì bọn em đang bán với giá là 23 triệu bánh căm. Còn bánh mâm thắng đĩa. Bánh mâm thắng đĩa là bao nhiêu? Thắng đĩa thì bọn em bây giờ đang không có, còn đây là bánh mâm. Bánh mâm thắng đĩa. Đúng rồi, bánh mâm thắng đĩa là bao nhiêu em? Bánh mâm thắng đĩa thì bọn em bán với giá là 25 triệu. 25 triệu. Con này thì mọi người đưa trước em tầm 2 triệu là được. Sirius, dòng Sirius thì không cần đưa trước nha mọi người. Đây, Sirius đây là bánh căm. Đúng rồi. Đây là bánh căm thắng đĩa. Đúng rồi, cái này là bánh căm thắng đĩa. Nãy em báo giá nếu mà bánh căm thắng đĩa là bao nhiêu? Là 20 triệu 300 triệu. 20 triệu 300. 20 triệu 300. Trả góp thì con này không trả trước cho em cũng được, còn RSX thì trả trước cho em là 2 triệu là được. Còn qua dòng này là GTR. GTR. Đây cũng là Sirius này là GTR em báo giá luôn là bao nhiêu? GTR phiên bản này là bên em đang bán với giá 54 triệu chị ạ. 54 triệu. Đúng rồi, 54 triệu. Có màu đỏ trước. Bóng và đỏ nhám luôn. Đúng rồi, đỏ nhám. Thì cũng còn màu đen nhám nữa, nhưng mà hình như ở trên lầu rồi mọi người ạ. Có cả đen nhám nữa với cả bạc nữa. Nhưng mà có khi ở trên lầu với cả cơ sở 2 rồi. Hiện tại dưới này thì bọn em không có trưng. Nào GTR này mọi người đưa trước cho em tầm 5 triệu là được nhé mọi người. 5 triệu. Vâng. Mọi người nhớ là khi mình mua trả góp ấy là có chứng minh thư nhân dân hộ em nha. Còn đối với những bạn mà dưới trên 18 tuổi thì mọi người mang thêm cho em sổ hộ khẩu và bằng lái xe nữa. Thì có gì về thủ tục thì mọi người cứ nhắn tin vào số điện thoại cho em. Gọi điện là em sẽ bắt máy và tư vấn hỗ trợ cho mọi người nha. Rồi em báo giá qua dòng này luôn đi em. Đúng. Đây. Sang bên dòng. Bọn em vừa về một con dành cho cả con, cái này là con Moto Mini MSX. MSX nhập các bạn nữ cũng tìm khá là nhiều này. Hôm trước có một bạn nữ đến tìm nhưng mà lại không có. MSX giá hiện tại là bao nhiêu em?
Mới X giá hiện tại là 51 triệu nha mọi người. 51 con này là triệu. Phân phối 125 luôn. 51 triệu, nhưng với dòng này là mình đưa trước bao nhiêu em? Mình đưa trước cho em 5 triệu là được ạ. Mình trả góp ấy, thì em nghĩ là nếu như mọi người có sẵn tài chính ấy, thì mọi người nên trả trước nhiều hơn để số tiền vay lại của mình nó thấp hơn ấy. Thì sau này sẽ có lợi cho mọi người hơn. Còn bên đây là CBR 150 CBR. Mẫu CBR mới ra hiện tại đúng giờ rồi. Luôn đúng rồi. Màu này là màu đen nhám. CBR với hiện tại giá hiện tại cửa hàng mình là bao nhiêu em? Bây giờ là con này bên em đang bán với giá là 70 triệu đó mọi người. Bao nhiêu em? 70 triệu. 70 triệu. Đúng rồi, 70 triệu. Con này thì hơn con kia một chút thôi. 70 triệu. Đúng rồi. Ồ, rất là rẻ luôn. Quá trời luôn đúng không? Em cũng bất ngờ ấy, lúc về em cũng bất ngờ luôn, nhưng mà coi như là con này bây giờ sếp em cũng đang có chương trình tri ân cho khách hàng ấy, vì là cũng mới dịch xong rồi nên là giá xe cũng xuống khá là nhiều. Con này thì mọi triệu. Người đưa trước cho em từ 15 đến 18 triệu được là được nha mọi người. Rất là đẹp luôn, màu này màu đẹp siêu siêu đẹp luôn đấy, mà màu này bây giờ rất là khó tìm này. Đó. 70 triệu. Nếu lúc mà các bạn ở huyện thì mình thêm cỡ giấy tờ là bao nhiêu nữa em? Giấy tờ huyện thì trung bình mỗi xe để mọi người thêm khoảng tầm 1 triệu rưỡi đến 2 triệu là được. Còn nếu với dòng này là mình đưa, nếu mà giấy huyện là bao nhiêu? Nếu như mà cái dòng này thì giấy huyện nó rơi vào khoảng tầm 3 triệu. 3 triệu. Đúng không? 2 triệu 8 đến 3 triệu là tầm đấy. Còn đối với những bạn ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở những thành phố khác nhé, kể cả các thành phố thuộc tỉnh lẻ hoặc là thị xã nữa, thì giá của nó sẽ hơi cao hơn một chút, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh thì giá của nó rất là cao nha mọi người. Đúng rồi. Có vấn đề gì về biển số hay là giấy tờ cà vẹt thì mọi người cứ nhắn tin vào cho em, bởi vì là giá của từng nơi của từng nơi nó sẽ thu thuế và phí bốc biển khác nhau, nên là có gì thì mọi người cứ nhắn tin cho em để em tư vấn nhá. Giờ báo qua dòng này luôn đi, dòng Sonic luôn. Sonic. Sonic này là hai chiếc, hai con này là cũng là sơn ba đây không em? Đúng rồi. Hai con là sơn ba lê luôn. Rồi, nếu mà dòng Sonic mà giá hiện tại là cửa hàng là bao nhiêu? Sonic hiện tại thì bên em đang bán 55 triệu 500. 55 triệu 500. 55 triệu 500. Còn đối với những cái bản mà sơn màu lên rồi á thì mọi người cộng thêm cho em 2 triệu nữa là được. Mình mua góp trả trước cho em 5 triệu nha. Trả trước cho em 5 triệu là được. Nếu mà dòng mắc nhất của Sonic của mình là màu trắng đỏ đó em. Vâng đúng rồi, màu trắng đỏ thì con đấy nó hơn cái phiên bản thường này 1 triệu nữa chị ạ. Là bao nhiêu em? Đúng rồi, là 56 triệu 500 nghìn. 56 triệu 500. Đúng rồi. Giờ mình sẽ quay màu cho các bạn xem nha. Đây cũng là sơn 3D. Màu trắng cam. Hai con này là sơn 3D luôn này. Sonic cả con màu vàng cũng là sơn 3D luôn. Rồi mệt ít, hồi nãy em Ngọc có báo giá là bao nhiêu em, 50 mấy? 51 triệu chị ạ. 51 triệu. Đúng rồi. Rồi. 51 triệu, là... trả trước cho em 5 triệu là được ạ. Rồi. Còn trả trước trả góp 5 triệu. Ngoài ra thì em cũng bây giờ cũng đang có chương trình hỗ trợ khách hàng có hồ sơ khó ấy. Có nghĩa là mình vẫn còn nợ xấu nhưng mà trong điều kiện là mình đã trả hết rồi này. Với thứ hai nữa là mình có chứng minh thư nhân dân cộng với sổ hộ khẩu hoặc là bằng lái xe. Hoặc là nếu mà trong trường hợp không có hộ khẩu hoặc là bằng lái xe thì chỉ có chứng minh thư nhân dân cũng được, nhưng mà phải đủ 20 tuổi trở lên nhé mọi người. À. Còn bên đây là cũng Sonic, này là sơn 3D. Vâng. Màu vàng đi với mâm đỏ. Vâng. Còn bên đây là sơn giống như Repsol, tem Repsol. Đúng rồi, Repsol. Này cũng là sơn 3D luôn các bạn. Mọi người cộng thêm 2 triệu cho em là được ạ. 2 triệu tiền sơn 3D nha. Satia. Bây giờ Satia. Còn bên đây là Satia đi em. Có nhiều màu. Có hai màu, màu này em thấy nhiều bạn bạn nam đi nhá, mặc dù là màu hồng nhưng lại nhìn rất là nhìn đúng rất rồi. Là màu hồng này gọi là hồng nhìn em. Rất là mạnh mẽ. Màu hồng này nhưng mà cái hồng cánh sen nó cũng không hẳn là màu cánh hồng cánh sen cơ nhỉ. Rồi em bán giá như cái dòng Satia đi. Satia thì bên em đang có hai phiên bản nhá. Phiên bản Satia chính hãng thì bên em đang bán 51 triệu 500, còn đối với phiên bản tư nhân thì bên em đang bán 54 triệu 500. Có những con màu sơn như này thì mọi người cộng thêm 2 triệu cho em là được. Satia tư nhân sơn là bao nhiêu chứ em? Satia tư nhân là 54 triệu 500. 54 triệu 500. Đúng rồi. Rồi. Còn với dòng Satia chính hãng là 51 triệu 500 đó mọi người. Đưa trước trả góp cho em là 5 triệu là được ạ. Rồi 5 triệu. Sơn 3D luôn. Vâng. Bên đây là màu đỏ, này đỏ kinh đi luôn. Đỏ Satia luôn. Này là Satia chính hãng không em? Xem nào.
chính hãng. Đúng rồi, cái con này là chính hãng này. Chính hãng thì mình thêm 2 triệu tiền sơn nữa nha. Đúng rồi, mọi người thêm 2 triệu tiền sơn thêm là được ạ. Đây, đây là màu riêng chính hãng đây. Con này là màu riêng chính hãng luôn. Sati chính hãng. Con này thì mọi người lấy có 51 triệu 500 thôi nha mọi người. 51 năm. Bây giờ Sati nó đang xuống rất nhiều rồi đấy. Ngày trước bọn em bán cũng có thời điểm nó lên đến 60 mấy triệu cơ. 61, 62 triệu. Mà nguyên chính hãng nha. Còn bên đây là Raider. Raider này là cũng là siêu rẻ mà không cần trả trước luôn nha mọi người. Raider này là cũng là sơn Raider luôn, con, màu xanh lục con báo. Con Raider này với con Sachia thì em thấy nó thực ra đối với em thì em cũng thấy nó không có gì khác nhau lắm, nhưng mà con này lại rẻ hơn con Sachia rất nhiều nha. Raider là bao nhiêu em? Raider thì bên em đang bán 50 triệu 500. 50 triệu 500. Đúng rồi. Trên lệch với Sachia chính hãng là 1 triệu không em? Đúng rồi. 1 triệu đúng rồi, 1 triệu. Raider là 50 năm, còn Sati chính hãng là 51 năm. Với dòng Raider mình có cần trả trước không em? Raider thì mình không cần trả trước cho em cũng được ạ. Rồi, không cần trả trước. Rồi. Còn bên đây là Sati tư nhân không em? Sati đúng rồi. Sati tư nhân là bao giá là 54 năm không? 54 năm. Trả trước cho em 5 triệu được ạ. 5 triệu. Còn bên đây là Raider, sơn ba đây luôn. Đó. Còn bên kia là Sati. Còn bên kia là Sati, này là Sati tư nhân luôn, của chính hãng. Sati chính hãng có vàng không tắt đây. Rồi giờ mình sẽ quay xuống hàng này luôn em. Bao giá dòng Ad nãy là ba, còn thấy hai màu dưới đây là Ad 155 mà phiên bản giới hạn không em? Phiên bản giới hạn. Những cái phiên bản giới hạn này thì bây giờ như con màu đỏ trắng kia thì bên em đang bán 50 triệu 500 này. 50 triệu 500. Tại vì con này bây giờ đang rất là hiếm nhiều. Đúng rồi, màu nó rất là hiếm luôn. Rất là hot. Ít thấy luôn. Ra đường ít thấy lắm. Ra đường còn bên đây là như con này thì có năm có bao nhiêu nhỉ? Như con này bây giờ em đang bán với giá là 50 triệu. 50 triệu. Đúng rồi. Với dòng này mình đưa trước có bao nhiêu em? Dòng này thì mình đưa trước cho em 5 triệu là được ạ. 5 triệu. Với phiên bản giới hạn nha. Vâng. Màu thấy màu là đẹp lắm. Đi tuy nhiên cái mâm màu vàng đồng luôn. Đó. Còn lên trên này cũng là 150. Em có 50. Và mẹ 155. Nãy em Ngọc có báo giá rồi đó. Vâng. Em 150 em báo giá lại một, nếu mà em có 50 thì bên em đang bán với giá là 45 triệu nha mọi người. 45 còn 155 triệu. Còn 155 cái phiên bản khóa thường là 47 triệu ạ. Rồi. Còn đây là tay ga Mio 125 của Yamaha. Con này Mio này là bao nhiêu em? Dành cho những bạn nhỏ con. Nhỏ con đi. Đó. Như em đi con này là được. Em phải đi Vision hoặc là như con này là được. Dòng Mio này là bao nhiêu em? Bây giờ thì bọn em đang bán với giá là 32 triệu. 32 triệu. Vâng. Với dòng này mình đưa trước không em? Dòng này thì không trả trước cũng được chị ạ. Con này đi khá là nhỏ gọn này. Hoặc là hoặc là phù hợp với những các bác hơi trung tuổi một tí. Trung tuổi tầm 40-50 tuổi thì các bác đi xe này cũng phù hợp. Rồi, em báo giá dòng AB luôn. AB mà 125 giá hiện tại là bao nhiêu em? AB 125 bên em đang bán với giá là 41 triệu 500. Còn AB 150 thì bọn em đang bán là 53 triệu. 53 triệu, dạ, và là đồng màu hay sao em? Dạ không, có cái con màu này thì nó đắt hơn 500 nghìn này chị này. Là 53 vâng. năm. Con này là phiên bản đặc biệt là 53 năm. Còn màu đỏ. Con màu đỏ bên cạnh là 53 triệu nhá. Với dòng AB có con màu trắng kia. Màu trắng này là màu trắng kia là màu sơn lên rồi này. Sơn lên là lên không rồi. Em? Vâng đúng không? Với dòng, này, với dòng này Vario AB 125 mình có cần trả trước không? Không chị ạ. Còn AB 125 mọi người không cần trả trước cho em nha mọi người. Còn 150 mình 150 thì trả trước cho em 5 triệu là được. 5 triệu. Rồi em báo giá đây là SH luôn đi. SH. SH mà đây là màu xám đá. Xám rất là đẹp luôn. Xám lông chuột đấy. Xám lông chuột thì có cả phiên bản 125 và 150 luôn nhá mọi người. Em báo cả giá ABS và CBS đều đủ màu ạ. Em báo giá SH 125 là bao nhiêu? 125 CBS là bên em bán 82 triệu 500. Còn phiên bản mắc nhất là phiên bản 150 ABS đây. 125 là em báo giá 125 mà CBS thì em báo giá là bao nhiêu? Là 82 triệu 500. Rồi còn ABS là
Bây giờ em bán là 93 triệu. 93 triệu. Đúng rồi, 93 triệu. Còn 150 mà CBS. 150 CBS là 102 triệu. 102, còn 150 mà ABS luôn. ABS là 112 triệu. 112 triệu. Bên này ở đây là có đủ tất cả các màu, các phiên bản của đây là màu đỏ. SH luôn nha mọi người. Nhìn nó đẹp đỏ. Thực ra là như SH này thì em thấy dáng của 125 với 150 với cả ABS hay CBS thì nó dáng y nhau. Nhưng mà khác mỗi cái vòng phanh với cả cái tốc độ của nó thôi. Vario, em báo giá dòng Vario nếu mà Vario 125 là bao nhiêu đi em? Vario 125 thì bên em đang bán với giá là 39 triệu 900. Còn Vario 150 là bên em đang bán với giá là 52 triệu 500 nha mọi người. 52 triệu 500. Có đủ cả hai phiên bản luôn. Đây là 52 năm của em. Cái này là 150 này. 52 năm hả? 52 năm. Mà đây là màu zin nha. Màu zin luôn này. Còn bên này là sơn 3D. Bên này là sơn 3D. Con này là màu xanh. Màu xanh. Xanh xi măng. Mà có lên phuộc luôn. Xanh xám, lên phuộc luôn. Những cái độ phuộc lên rồi thì nó tới cộng thêm lên cho 2 triệu cặp phuộc là được. 2 triệu. Một phuộc là 1 triệu rưỡi, còn nếu như mà người lấy cả cặp luôn là 2 triệu. Còn bên đây là Rayo 150 màu trắng. Màu trắng này cũng là màu sơn rồi nha mọi người. 150 là nó không có cái màu trắng tinh như này đâu. Cũng là sơn hả không em? Đúng rồi, rất là hiếm tìm, là màu này em phải sơn lên với cả thay tem này. Là mọi người cộng thêm 2 triệu tiền sơn cho em là được. 2 triệu tiền sơn. 52 tổng năm cộng 52 triệu 500. Và cộng với 2 triệu nữa là 54 năm. 54 triệu 500. Đúng rồi. Con này thì Vario 125 thì không cần trả trước nha mọi người. Còn 150 thì mọi người trả trước cho em 5 triệu là được. Còn bên đây là cũng bên Vario 125. 125. 125. Này là sơn bên đây. Đúng rồi, 39 triệu 900. HRC rồi. 39 triệu 900, mọi người cộng thêm cho em 2 triệu nữa là được nha. Không, vẫn không cần trả trước nha mọi người. Kể cả các màu sơn thì cũng 125 là không cần trả trước. Còn bên đây là cũng là sơn 3D luôn. Vâng, đúng rồi. Màu này là màu sơn 3D luôn. Màu đỏ. Đỏ là đỏ mận. Còn bên đây là màu xanh. Xanh này là gọi là... Xanh này cũng là màu sơn 3D luôn. Sơn 3D luôn, 150 sơn 3D. Còn bên đây là cũng 150. Màu tím, mẫu này là tím trắng, mẫu này cũng là mũ độ luôn chị ạ. Nếu mà thêm mẫu như thế là bao nhiêu em? Thêm mũ nữa thì mọi người thêm 500.000 nữa là được. 500 tiền mẫu không? Vâng, đúng rồi. Nếu như con này nhá, cả tiền mũ và tiền sơn là thêm 2 triệu rưỡi giúp em là được. Thế là bọn em thực ra là cũng chiên khách hàng nên là nó cũng không thu thêm bao nhiêu cả. Là có một chút thôi. Còn bên này là cũng là sơn 3D luôn, màu xanh. Vâng, sơn 3D màu xanh luôn, thì mọi người cộng thêm cho em 2 triệu màu sơn. Màu sơn với cả nếu mà lấy thêm mủ nữa thì cộng thêm 500.000 nữa nha mọi người. Còn bên đây là màu này là màu xanh xi măng. Xanh xi măng 150 thêm 2 triệu luôn. Còn ra nên 150. Nếu con này là màu green. Là 52 năm không em? Màu green là 52 năm. Đỏ nhám. Đỏ nhám. Rồi qua bên đây là dòng SH luôn. SH. Nếu mà SH em báo giá từ NVX ở bên này. SH em báo giá từ một CBS là bao nhiêu em? Con này là phiên bản cá tính nha mọi người. Bản này là bản nhất, mắc nhất không em? Đúng rồi, bản này mắc nhất, cá tính phiên bản ABS luôn ạ. Màu xám lông chuột. Con ABS này bây giờ bên em đang bán với giá thêm là 72 màu đỏ luôn. Là bao nhiêu em? 72 triệu chị ạ. 72 triệu. Đúng rồi, đưa trước cho em 12 triệu là được. 12 đến 15 triệu. Con rất là đẹp luôn. Con bên này là NVX. Con này thì phù hợp với những bạn nào mà có dáng người hơi đô một tí. NVX 155. Em báo giá là bao nhiêu? 155. Đen nhám mâm đồng phiên bản ABS. Là bao nhiêu em? Bây giờ bên em đang bán với giá là 54 triệu. 54 triệu. Với dòng NVX 5 triệu là được. 5 triệu. Còn bên đây nè. Còn đây là màu đỏ. Màu đỏ mà màu này đỏ là đâu? CBS là bao nhiêu em? CBS. Con này CBS, CBS con này luôn. CBS bên em đang bán với giá là 64 triệu. Còn xong. ABS này là 71 triệu này. 71 triệu. Đúng không? Màu đỏ cũng là màu đỏ đô nhưng mà phiên bản cá tính. Cá tính này là 73 triệu. 73 triệu. Còn bên đây là màu trắng ABS luôn. Vâng, đúng rồi, ABS. Con này phiên bản ABS là 71 triệu.
71 triệu. Đúng rồi. Còn đây là hồi nãy có báo giá AB. AB 125. AB 125. Nhưng mà phiên bản này là phiên bản đặc biệt của AB 125 nha mọi người. Đang nhám. Phiên bản đặc biệt này bên em đang bán 42.500. 42 năm. Cao hơn cái con phiên bản thường là 1 triệu. Còn này là báo giá này là 53 năm không? Đúng rồi, 53 năm. Còn phiên bản thường là 53 triệu. Đẹp, màu xanh này đẹp. Con này thì không cần đưa trước cho em cũng được nha mọi người. Màu đen nhám. Này là bán phiên bản đặc biệt luôn. Đúng rồi. Này dễ đi. Rồi bên đây cũng là Satria Leader luôn, Satria. Đây là sân ba đây. Hồi nãy mình có báo giá rồi, các bạn xem màu ưng hay chiếc nào thì liên hệ với bạn Ngọc nha. Hoặc là các bạn nào mà muốn sơn màu theo ý của mình ấy, thì mình các bạn có thể gửi hình ảnh qua Zalo cho Ngọc để Ngọc lên màu rồi để các bạn lên màu theo ý thích của mình nhé. Rồi em báo giá bên đây là cũng là Winner X luôn. Vâng, Winner X. Đây là ABS. Tất cả các dòng Winner X thì mọi người không cần trả trước luôn nha mọi người. Có ABS và CBS luôn. Em báo giá Winner X mà ABS là bao nhiêu? Như con màu đen đồng này là phiên bản đặc biệt thì em bán hơi cao một chút. Đó thì con này đang bán với giá là 41.500. 41.5. Đúng rồi, phiên bản ABS luôn nha. Rồi. Còn phiên bản này thì có 40.500 thôi này. 40.500. Rồi. Có ABS luôn rồi. 500. Đi cho anh nó an toàn. Rồi. ABS. Còn bên đây là có Grandeur luôn em. Báo giá là Grandeur. À Grandeur bây giờ mà em đang bán là 45.500. 45.500. Dòng lên đời em đây. Con này đi cũng khá là nữ tính ấy. Chứ là em mà có tiền thì em lấy con này luôn đấy, nhưng mà mỗi tôi không có tiền. Với dòng này là mình đưa trước bao nhiêu em? Dòng này thì đưa trước cho em tầm 5 triệu là được. 5 triệu luôn. Đưa trước 5 triệu cho em là được. Rồi. Còn bên đây là Winner X, này là sơn 3D luôn. Cái sơn 3D là Repsol. Repsol phiên bản CBS. Thì mọi người cứ cộng thêm cho em 2 triệu là được. Vợ em bán con CBS là 39 triệu cộng với 2 triệu tiền sơn. Tiền sơn màu nữa là 41 triệu. Đó, 39 triệu. Dạ vâng đúng rồi. Bên đây cũng là màu xanh lục bảo luôn. Vâng đúng rồi, màu xanh lục bảo. Còn bên đây là CBS luôn. Bên đây là GTR, bên này là sơn 3D không em? Vâng, cái này là sơn 3D rồi chị. GTR hồi nãy bao giá là bao nhiêu? GTR bên em bán là 53 triệu. 53 triệu. Mà 53 triệu cộng thêm 2 triệu màu sơn đấy rồi. Là 55. Là 55. Rồi. Còn bên đây là Winner X. Màu này là đỏ camo. Này là bao nhiêu em? Hồi nãy bao giá là bao nhiêu? 40 mấy? Con này là 40.500 cộng với 2 triệu tiền màu nữa. Cái này là màu green mà em? Ừ đúng. Cái này là màu green mà. Xin lỗi mọi người. Xin lỗi mọi người. Là 40.500 là màu này. 40.500 màu này luôn đấy. Còn bên đây là mắt sơn 3D nè. Bên này mới là sơn 3D nha mọi người. Con này tất cả những cái dòng Winner X thì mọi người không cần trả trước cho em nha mọi người. Không cần đưa trước luôn. Vâng. Nếu mà dòng Winner X thì mình đưa trước bao nhiêu là mình có cả về gốc em? Mình đưa trước khoảng tầm 15 triệu là bọn em có thể làm cả về gốc cho mọi người. Đưa trước 15 triệu. Bên này là xuống này cũng là dòng Future luôn. Future. Nếu mà bánh căm thắng đĩa như là bao nhiêu em? Bánh căm thắng đĩa bên em đang bán là 33.500. 33.500. Còn nếu mà bánh mâm thắng đĩa? Bánh mâm là 35.500. 35.500. Này là đủ tất cả các màu luôn. Con này là màu sơn, không em? Sơn này là màu xanh luôn. Màu sơn thì mọi người cứ cộng thêm cho em 2 triệu là được. Ngoài ra thì mọi người nhớ là đến hôm chủ nhật tuần này, nghĩa là chủ nhật đầu tiên của tháng 12 ấy, là bên em đang có chương trình giảm giá 30% tiền phụ kiện này, với chương trình tặng phủ nano cho những khách hàng mua chỉ duy nhất trong chủ nhật thôi nhé mọi người. Nano đấy thì có bảo hành trong vòng 2 năm, mỗi 6 tháng thì mọi người đem đi mọi người phủ lại một lần cho em là được, bảo hành 2 năm. Tiền phủ nano đấy trị giá 500.000 luôn nhé. Cho ngoài tất cả các dòng xe hết luôn hôm mềm. Đúng rồi, cho tất cả các dòng xe luôn. Ngoài ra thì khi rồi ví dụ như mà dàn áo màu nhám cũng được mà. Màu nhám phủ được cũng phủ được. Nhưng mà theo em thì màu nhám thì nó cũng không cần thiết lắm, nhưng mà phủ thì cũng phủ được nha. Mỗi tội là không cần thiết lắm thôi. Phủ là nó bóng luôn á. Màu nhám thành màu bóng luôn. Còn bên đây là Leader. Leader này là cũng là sơn 3D luôn. Vâng đúng rồi, Leader là sơn 3D luôn. Là 50 năm không em? Vâng, 50 triệu 500. Đó, 50 năm. Còn bên đây là Sonic. Sonic này là màu green. Vâng. Sonic này nó mới giá vào bao nhiêu? 50 mấy? Sonic là 55 triệu 500. Còn
những cái con màu racing như là con màu đỏ trắng á, là 56.500. Mọi người đưa cho các em 5 triệu là được. Ngoài ra mà khi các bạn ở xa cửa hàng quá thì mọi người cũng có được hỗ trợ thêm tiền xăng xe đi lại nữa. Với thứ hai nữa là khi mua xe máy ở tại cửa hàng thì mọi người có được cộng được tặng thêm các phần quà như là hai mũ bảo hiểm này, hai lần thay nhớt, một áo mưa, móc chìa khóa và rất là nhiều những phần quà khác nữa. Hôm nay nguyên chủ nhật này là bọn em cũng có chương trình tặng thêm cả tặng thêm cả ấm siêu tốc. Ấm siêu tốc cho khách hàng mua vào trong chủ nhật đầu tiên của tháng 12 luôn nha mọi người. Bên đây cũng là Raider. Raider này là Raider chính hãng. Vâng đúng không? Là 51 năm. Raider chính hãng là 50 đâu 50 năm. Raider. Con này Raider. Raider. Nhìn giống Sa Chia nhỉ? Đúng rồi. Em cũng bị nhầm đấy, vừa nãy em tưởng con này là con 50 năm. Sa Chia sao lại. Rồi cho nên này là cũng là sân bên đây luôn rồi. Các bạn có nhu cầu màu nào thì liên hệ về bạn Ngọc nha. Vâng đúng rồi. Rồi. Hôm nay cũng là dòng Janus luôn. Dòng này dòng Janus. Dòng tay ga của Yamaha nha. Janus thì bên em cũng có đủ tất cả các phiên bản từ cao cấp đến đặc biệt đến giới hạn luôn nha mọi người. Như con này bên em đang bán 30 triệu này. 30 triệu. Màu trắng. Khóa smart cây luôn. Còn khóa thường thì bên em bán với giá là 27 triệu. Vâng đúng không? 27 triệu. Con này thì không cần đưa trước luôn nha mọi người. Còn dòng NVX này em. NVX này em đang bán với giá là 54 triệu. Nhưng con này là bản phiên bản nó là phiên bản cũ. Còn như cái con màu đen vừa nãy là phiên bản mới nhá. Em cũng chia sẻ thật. Nhưng con này thì mọi người đưa trước em 5 triệu là được nha. Con này là Sirius FE. Sirius FE bên em đang bán màu cam đĩa này là 23.500. 23.500. Dòng Sirius FE mới giờ nên cái đầu đèn nó nhìn nó khác lạ với đời trước. Nhìn khác hẳn nhỉ. Đúng vậy. Còn mình dòng... đang thắc mắc không biết là con này là con gì. Con này là dòng Jupiter. Jupiter bên em đang còn một con duy nhất thôi. Là con này giá 30.500 nha mọi người. 30.500. Còn đúng một con duy nhất rồi. Còn con này không cần phải đưa trước cho em ạ. Còn Janus. Nãy bạn Ngọc có báo giá rồi đó. Nãy em có báo giá là những con khóa smart key ấy là bên em bán với giá là 30 triệu. Còn đối với những con khóa thường, những con khóa thường là bên em bán 27 triệu nha. 27 triệu. Không cần phải đưa trước luôn ạ. Con này là sân ở đây không em? Mua trả góp thì mang giúp em chứng minh thư nhân dân cộng với sổ hộ khẩu và bằng lái xe nha. Hoặc là trong trường hợp mà không có hộ khẩu và bằng lái xe thì mọi người có thể mang chứng minh thư nhân dân cũng được, nhưng mà phải đủ 20 tuổi nha. Rồi, cái này là cũng là sân bên đây. Màu xanh lục bảo, màu xanh lục bảo nhám. Còn bên đây là màu xanh. Màu xanh thì ra đường rất là nổi luôn. siêu nổi luôn. Con này thì bây giờ bọn em cũng đang bán khá là rẻ. Con này nếu mà mọi người lấy kể cả màu xanh 3D luôn thì bây giờ tất cả màu luôn nhá là bọn em bán 31 triệu. 31 triệu. 31 triệu khóa đặc biệt luôn nha mọi người. Khóa smart key. Khóa smart key luôn. Không cần đưa trước ạ. Rồi mình nhường xuống như màu gì đó. Rồi dòng xuống này cũng là dòng Vision. Mình sẽ quay lại tất cả các màu cho các bạn xem nha. Đây. Vision. Có cái phiên bản màu trắng màu đó. Xanh rêu phiên bản đặc biệt với cả khóa thường ở kia luôn kìa. Là bao nhiêu em? Cái phiên bản khóa thường. Đây. Đây là khóa smart key. Con này khóa smart key. Là cao cấp. Khóa thường nó ở kia kìa. Nhưng mà thôi tí nữa mọi người anh ngủ quay cho mọi người. Này là khóa smart key này phiên bản cao cấp bên em bán 35.500. 35.500. Khóa quên nhầm chứ. Đúng rồi. 35.500. Rồi. Còn phiên bản đặc biệt là 36.500 nha mọi người. Vision này đang xuống rất là nhiều rồi ạ. Xuống bọn em đang giảm giá 2 triệu trực tiếp trên cái xe này. Rồi. Còn đây là cũng là Vision luôn. Này là màn sơn 3D hết rồi không em? Sơn 3D. Cả hai con này đều sơn 3D cả. Rồi, màu hồng và màu xanh, xanh lục bảo và xanh nhám. Phiên bản cái là màu phiên bản cao cấp, phiên bản cao cấp sơn 3D lên thì 36.500 cộng với 2 triệu nữa. Nó màu sơn. Còn bên đây là cũng qua vô luôn. Màu này là màu xanh nhám. Màu này thì mọi người đưa trước cho em 3 triệu là được nhá. 3 triệu là bạn có xe rồi nha. Rồi.
Rồi con số này cũng là Vision luôn. Cũng là Vision. Con này màu zin luôn này. Bản này cao cấp luôn. Phiên bản cao cấp 36.500.000. Rồi. Còn bên đây là xe Tayga 50 không em? Vâng. Con này xe Tayga 150 luôn đấy. À xe Tayga 50. Xe Tayga mọi người. Xe Tayga 50. Dành cho các bạn học sinh dưới 18 tuổi. Đó, là xe này không cần bằng lái. Đúng rồi, không cần bằng lái. Tayga 50. Con này thì nhìn khá là nữ tính này. Là bao nhiêu em? Bên em đang bán 22 triệu chứ. 22 triệu. Cái dòng này mình có cần đưa trước không? Dòng này thì không cần đưa trước đâu chị. Không cần đưa trước. 22 triệu là không cần bằng lái luôn nha mọi người. Đúng rồi, và tiết kiệm xăng luôn. Tiết kiệm xăng. Rồi thì giờ xe mình cũng đã quay hết rồi. Thì nó là em nói là thủ tục trả góp tại cửa hàng của mình đi. À vâng. Thì mọi người nhớ cho em là đến chủ nhật tuần này thì trong tháng 12 này thì mọi em cũng vẫn có chương trình là hỗ trợ các anh em có nợ xấu này. Thứ nhất là mọi người đảm bảo điều kiện cho em là đã trả hết bên ngân hàng rồi nhá. Với thứ hai nữa là có chứng minh thư nhân dân này, cộng với sổ hộ khẩu, cộng với bằng lái xe. Hoặc là trong trường hợp mà không có sổ hộ khẩu hoặc bằng lái xe thì mọi người có thể dùng chứng minh thư nhân dân thôi cũng được, nhưng mà phải đủ điều kiện là 20 tuổi trở lên. Với thứ hai, nếu trong trường hợp mà mọi người trên 18 tuổi, từ đủ 18 tuổi trở lên thì bắt buộc phải có bằng lái xe hoặc là sổ hộ khẩu cho em nhá. Nếu mà trong trường hợp không có sổ hộ khẩu thì có thể sử dụng sổ hộ khẩu photo công chứng trong vòng 3 tháng hoặc là sổ hộ khẩu chụp ảnh cho em là được. Gửi trực tiếp qua Zalo cho em qua số điện thoại là 0829 222 789. Hoặc là mọi người nên đến trực tiếp cửa hàng để em có thể hỗ trợ nhanh hơn cho mọi người nha. Cửa hàng của em thì ở đối diện với bến xe Phú Chánh, đường Trần Quốc Toản, khu phố 1, Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Có gì cứ đến gặp Bảo Ngọc qua số điện thoại là 0829 222 789 là được nha mọi người. Rồi, thì các bạn nếu mà các bạn ở xa đâu thì không biết địa chỉ cửa hàng thì cứ kêu Bằng Ngọc qua Zalo định vị rồi các bạn đến cửa hàng chính xác hơn nha. Rồi, rồi em còn nói gì nữa để chắc là cũng không còn cái gì nữa. À còn một vấn đề nữa là mọi người nhớ là trong cái tháng đầu tiên trong cái tuần đầu tiên chủ nhật tuần đầu tiên của tháng 12 là bên em đang có chương trình là tặng thứ nhất là tặng phủ nano trị giá 500.000 cho các khách hàng mua các dòng xe Tayga và dòng xe sơn bóng ạ. Đó. Thì với thứ hai nữa là bọn em có tặng thêm các phần quà hấp dẫn như là 2 mũ bảo hiểm, 2 lần thay nhớt và 1 áo mưa, móc chìa khóa này với cả ấm siêu tốc cho khách hàng nữa. Với thứ ba nữa là tất cả các khách hàng từ xa đến thì bọn em có hỗ trợ từ 200.000 đến 500.000 tiền xăng xe cho mọi người đi lại nhá. Dạ. Rồi. Mọi người nhớ cho em như vậy là được ạ. Rồi, em còn chia sẻ gì nữa không? Dạ không, thì xin phép mọi người là kết thúc video tại đây. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha. Xin chào.